Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình kỳ tài thách đấu. Ngay bây giờ là trò chơi vận động. Chúng ta dùng sức, dùng trí thông minh, dùng sự mưu mẹo, không dùng lương lẹo. Cái đó còn nhẹ. Đúng vậy. Thủ đoạn. Trò chơi này chúng ta chơi rất đơn giản. Hiện tại đang ở từng cặp với nhau, thì chúng ta sẽ dùng một người bên trái dùng tay trái và người bên phải dùng tay phải kết hợp thành một đôi tay sẽ nhảy dây. Wow. 10 vòng. Ôi, xíu nhảy chị. Sau đó chúng ta di chuyển mỗi lần là 2 quả bóng, tay trái của người bên trái và tay phải của người bên phải bắt đầu di chuyển về đích đến, và sau đó không được vượt quá vạch mức chúng tôi đã quy định bên dưới và dùng tay đẩy bóng là chiến thắng. Wow, rất đơn giản. Thời gian quy định cho mỗi cặp để hoàn thành cái trò chơi này là 2 phút. Bây giờ cặp nào chơi trước? Lâm Mỹ Dạ. Gì vậy? Không có đâu. Lâm Mỹ Dạ sẽ là người chơi đi. Sau đúng. Quản tù xì. Quản tù xì. Quản đi, quản đi. Chị Như. Thôi, chị chơi ngu lắm. Chị là người may mắn lắm. Em hụt quá, chị ngu lắm. 1, 2, vô. Rồi, thu vào chơi đầu tiên. Em hối hận rồi đó. Sẵn sàng chưa nào? Dạ. Dạ rồi. 2 phút cho Harry Won và Phát La. Bắt đầu. Chưa được. 2, 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, làm lại từ đầu. Chị ơi, khó. Khó đó. Tại vì sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quá nhiều. Rồi, di chuyển, không được cầm. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên nào. Harry bắn cao quá. Quả rồi không tính. Sao vậy? Không được đứng qua mất. Quá mức quy định. Trời ơi. Phí 10 lần nhảy rồi. Đúng rồi. Ủa, chính xác. 2, 3. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Giỏi, giỏi, giỏi. Đứng trước mắt nha. Go. Hãy trân trọng những cú nhảy dây vừa rồi. Có chừng vạch nha. Điều đẹp quá Phát ơi. 2. Rồi. Chưa qua. Cẩn thận nha. Tiếp tục cố lên. Khó. Nhưng mà chơi cái này giống như là cái gì hứng gì á. Đi. 2, 3, 1. Biết sao càng về sao càng mệt, nhảy đâu có nổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Giỏi. Bóng mày đẩy cao. Hai người với cùng lúc. Ủa nhưng mà cái trái này được không? Không, trái này không tính. Sao khó vậy? Cái gì phải cùng lúc, đã là một cặp đôi phải chơi cùng nhau chứ. Thứ hai mà một đó. 2, 3. Mệt rồi đó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bóng đẩy cao phải trên 30 cm nha. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Từ từ thôi, Phát chờ chị Ari. Chị Ari chờ Phát. Hai người chờ nhau. Đập vào bảng nào. Đập nữa chị. Hay quá. Rồi, lại. Tiếp. Cái đó không tính nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, 7 à. Ráng lên em ơi. Ráng đi. 2, 3. Trời ơi. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luôn. Cao nào. Tuy 2 là 1. Thở đều. Tuy 1 là 2. Chưa
Như vậy là sau 2 phút, đội Phát La và Haliwon đã hoàn tất và mang về được 7 quả bóng. Xin chúc mừng. Mời cặp tiếp theo, Cả Như, Mạnh Nhân Khoa. Này khó nhờ. Chậm trái thôi chị nhá. Nhanh vậy cũng mệt lắm. Nào chị em mình tập phát nào. Tập nha, tụi em tập nhảy 2, 3. 1. Úi dồi, sao nó chưa đẹp. Tập đẹp hả? Nào. 1, 2, 3. Ủa tại sao mình không làm luôn, lỡ được thì sao? Tập chứ bất công cho mệt trước vậy. Người ta bước qua cho mắt mới vòng rồi phải sao? Bước qua. Ừ, bước qua rồi nhận. Ờ, đó. Hai. Rồi, chơi chưa? Nhanh nha, 2, 3. Ủa, chưa chơi hả? Vẫn tập. Rồi, nãy vô đây nói chơi đâu. Chơi rồi. Không tập nữa anh, tập mất sức quá. Rồi, 2 phút bắt đầu. Đội này chắc tới sáng không qua được phút này. Nào. Nào, thứ 2 là 1 nào. 1. Ok, thứ hai là một. Thứ hai là một. Thì vậy là phải thả đúng không chị? Nào. Hai, ba. Cổ lên. Tính ra nãy hai chị em giỏi quá. Trời ơi, chết rồi. Cổ lên. Để cao lên nha. Nào. Tập công sức để nhảy thì đếm chi vậy? Em nhảy không có được. Đếm như này. Để dây phía sau. Hít vô thở đều. 3, 2, go. Thấy cái dây không Harry? Harry thấy cái dây nó cứ kịch dùng thấy không? Dạ. Cái dây nó phải thẳng lắm chứ Harry hồi nãy á. Không biết khi nào mình được lại tới cái rổ bóng. Thấy mệt chưa? Khoảng cách cũng đâu có xa mấy. Tay em để cao á, để tay em để thấp xíu cho nó bằng với chị ha. 4, 5, 6. Ủa? Cho em nhảy tiếp được không anh? Mệt. Nào, cố lên chị ơi. Nào. 1, 2, 3. Chị ta vô nó bị cái gì á? Ôi thụ tài. Rồi bây giờ là riêng Khả Như với là bà Văn Khoa là cộng 3 lần. 3 lần phải được 10 cái. Cộng vô 3 lần được 10 cái. 3 lần 10 cái. Nhục quá vậy. Nhục quá vậy. Thôi vẫn chơi gì nha. Nào. Lần thứ nhất 4. Sao cứ đứng ra? Ờ đúng rồi. Ủa hồi nãy không tính hả? Không. Sao? Đề nghị mọi người chơi biết nhảy dây nhanh. 4 2 3 5 6 7 8 9 Sao không cố cái người gì? Một lần nữa là đủ. 2 3 go. Go go bóng go go. Cái nào vừa thấy cái bóng bay hết giờ. Đứng cái gì mà téo hoa vậy không biết nữa. Rồi, đừng. Tại sao cao gì vừa thôi. Ê. Rồi, hết giờ. Hết giờ. Tại vì cái phần nhảy mình nó chiếm nhiều thời gian quá, mới thông cảm. Chứ anh đâu có ác ý gì đâu. Trời ơi. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy vô cảm anh ạ. Nè các bạn á, các bạn chưa hiểu được gì về thể thao, hãy coi hai người mà hiểu nhất về thể thao nè, Lâm Vy Dạ và ST Sơn Thạch. Thưa quý vị, chúng tôi thấy bà Văn Khoa mệt, rất là mệt, mệt thật. Không phải là vì nhảy em được mà vì quạo với đứa kế bên nên mệt. Hả? Em mệt vì khúc hết giờ anh. Rồi hết giờ. Hết giờ. Rồi. Hết giờ đúng lúc quá. Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ thấy được kiện tướng về thể thao. 2 phút dành cho cặp đôi thần thánh bắt đầu. Cố lên, cố lên. Năm, không được. Cái dây phải căng lên nào, dây. 2, vô. Thôi, nào, cặp đôi thể thao nào. Trời ơi. Đấy, có ban huấn luyện ở ngoài mà. Trời, dạ có sức hút ghê ha, hai người đàn ông cột dây dày luôn. Đâu, hai đứa con có hiểu. 2, 3. Nào, cặp đôi thể thao đi. Trời ơi. Lấy dây xanh này, nào. Để con lấy dây
dây xanh nó thẳng. 2, vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mời vào. Cao lên nào. Cao lên nào. Qua đây này. Mất chưa, mất chưa? Chưa đâu. Mất kìa, mất kìa. Rồi cái bị niệm 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 nha mọi người. Hai ba. Ha. 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 Ngủ ai đây là mất mất dạ ơi. Hay quá. Trời, vỗ tay còn không nổi. Nhảy gì vậy? Trời đó mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi nhanh quá. Anh thầy nhanh quá, chậm lại xíu. Từ từ thôi. Thưa quý vị, thôi, còn những giây cuối cùng cho lấy bóng luôn, lấy bóng luôn, lấy bóng luôn. Nhanh, nhanh. Nhanh nào, nhanh nào. Hết giờ. Hết giờ. Trời, anh thấy vậy quá, anh Giang nó vậy chết không thiệt, rồi. Hết giờ thiệt. Hết giờ thiệt. Nhưng mà đội chị, đội chị nó còn được 1-2 tiếng nổ. Đội em chưa tiếng nào tới đó hết giờ mới đâu chứ. Thưa quý vị, như vậy là sau 2 phút thì đội La Vi Dạ và ST Sơn Thạch mang về 3 quả. Vẫn thấp hơn Hadiwon. Đội mà Phong Hoa về chót nhưng trời, vẫn được 1 điểm thưởng. Xin chúc mừng. Đội La Vi Dạ và ST về nhì được 2 điểm thưởng, xin chúc mừng. Yeah. Và đội Phát La Hadiwon về nhất được 3 điểm thưởng, xin chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, trò chơi bây giờ là một trò chơi vận động để chúng ta mang về thể chất khỏe mạnh. Vì sao mạnh nhảy khó? Bởi vì hai người phải đồng điệu. Không mà em cũng không biết chơi nhảy dây. Tính ra em với chị đồng đều lắm á chị. Em biết chơi nhảy dây nên em không phối hợp được giúp. Còn nếu mà nhảy một mình thì ở đây chưa ai nhảy qua mà chị Khoa được hết. Các bạn không tin được. Mời xem. Wow, Khoa ơi, chị không ngờ luôn á. Em nhảy dây giỏi quá. Em có nói em nhảy dây được một mình đâu. Không, nhưng có vẻ cái em hãy nhảy rồi chéo. Wow. Xin mời. Cho chị đừng coi giấu đi. Mình giỏi hay mình phải cho người ta biết. Đừng có giấu em. Thẳng lưng được qua nha. Nhân tiện khán giả xin lỗi em nha. Hãy cho chúng tôi một bản nhạc tay du ký. Sẵn sàng. Cảnh này là đường tăng nhảy lên ngựa đó. Đây nè, có ST nhảy mình nè. Em thấy nhảy dây. Kiểu xưa mọi người có chơi này không? Mọi người có tuổi thơ mọi người. Có được không vậy? Vô. Coi chừng, coi chừng cái dây nha. Mình vô mình nhảy được luôn á chị. Vỗ tay cho ST quá dữ dội. Hay quá. Phát La, nhảy thẳng thẳng chân nha. Nhảy thẳng chân nha. Hãnh diện nè. Thẳng giò nè. Giỏi quá cô ơi, em ơi, hay quá bé ơi. Hay quá bé ơi. Bây giờ anh Giang là vô nhảy 2 vòng một lúc nè. Trời ơi. À, bíp bộ hả? Chắc không được đâu. Wow, biết nhảy đó.
mọi người tua lại hình ảnh lúc nãy á, một số người sẽ không thấy. Biết nhảy đó. Hay quá à. Quá anh. Thưa quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chơi vận động thoải mái. Không không. Quá mệt. Mệt nha anh ơi, rất mệt. Thưa quý vị, tất cả niềm vui chúng tôi mang đến chỉ có trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow.